Kính thưa quý vị đồng tu, chúng ta tiếp tục xem chiếu lên phần kinh Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Ở trên ta đã nói về các video clip trước, chúng ta đã nói về ngài công đức của ngài Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Sự khâm nhẫn là quá trình mà người cầu đạo Bồ Đề còn phải có, đó là điều cần thiết, là cội nguồn, là gốc rễ của lòng Đại Bi. Như vậy thì trên Quán Vô Lượng họ kinh thì liên hoa sắc được hóa hiện trên, được nở ra trong bảy báu, nở ra trong bảy báu. Trong mỗi cánh hoa đều có 84.000 gân hương sắc liên thông đến các cội giới, chủ yếu là cõi trời. Cõi trời, điều đó là các gân này, ánh sáng này của liên hoa đều tỏa sáng. Quý vị thử hình dung thử xem, nếu tất cả các gân của các ánh sáng này gắn liền tất cả các cánh hoa liên hoa sắc hoặc các ngũ đài sen, thì tất cả đều bao bọc bởi cả một vùng rộng lớn, mà tôi không thể nào dùng từ ngữ để diễn tả hết được sự rộng lớn này. Từ đó mà chúng ta mới thấy màu hoa có những trăm thứ báu, 84.000 đường gân ấy giống nét vờ đoạn gân có những 8.000 ánh sáng, 8.000 ánh sáng sắc. Ánh sáng sắc này từ 8.000 các cánh hoa, thấy chưa? Bây giờ thấy được các cánh hoa đẹp đến mức trường nào, sự nở ra tất cả các bảy báu đều tượng trưng cho vẻ đẹp của sự quý hiếm trong chốn của các cội giới này, đều làm cho sự vẻ đẹp trở nên uy nghiêm, mà mỗi Phật tử, mỗi vị đồng tu cầu đạo Bồ Đề chân chính đều mong muốn gặp được tất cả các cánh hoa này. Vì sao vậy? Vì đây là nơi ở, là nơi chốn, là nhà, là con đường đi đến sự cầu đạo Bồ Đề được quả vị cao nhất. Cũng giống như ngài Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thời trước đã từng tu khổ hạnh nhẫn nhục duy nhân, trở thành vô thường Bồ Đề, trở thành vô thường chánh đẳng chánh giác từ các hương hoa sen, và cũng có điều sự chứng được khi ngài mới sanh từ hoàng hậu Maya, thì bước đi của ngài được nở bảy bông sen trên mặt đất, tượng trưng cho các cánh hoa sau này sẽ trở thành một vị vô thường chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì sự vô thường này chính là điều mà các quý tử cùng các vị đồng tu cầu đạo Bồ Đề chân chính mong muốn. Đó cũng là sự tốt đời nghiệp đạo, nó cũng là sự đối đãi với nhân gian một cách rất là chân thành và yêu mến. Như vậy thì chúng ta thấy được sự trên Quán Vô Lượng đều có thể nói cho chúng ta thấy được tất cả các cánh hoa sen đều hoa sen sắc đều làm cho tất cả các vị đẹp trở nên không gian tùy vị đến mức nào không, và sự uy nghiêm này là một vị đẹp mà chưa từng có thở để mình nhìn thấy, chỉ có ở trong cái cõi giới này thì chúng ta mới có thể thấy được. Điều này là một sự lôi cuốn, là một sự cuốn hút, cộng thêm sự tinh tấn và nỗ lực của các vị đồng tu. Vì khi đạt được nhu cầu đạo Bồ Đề, khi đạt được tới trí vô thượng thì điều đó có nghĩa là sự quý vị đang gần đến tất cả những cánh hoa, hay còn gọi là liên đài sen hay liên hoa sắc mà quý vị sẽ cập đến. Dù đó là một sự vọng tưởng hay là một sự điên đảo đi chăng nữa, thì đó cũng là sự cần thiết mà
cầu đạo Bồ Đề của chúng ta còn phải lời bỏ sự phận tiện để đi đến bến bờ chân thật nhất. Từ đó mà quý vị phải hiểu ra được sự cầu đạo Bồ Đề là hết sức quan trọng trong công việc tu hành của các nhà. Vì vậy mà chúng ta còn phải cố gắng tinh thần mỗi ngày để chúng ta có thể tu tập được, đạt được kết quả ở trong đời này và ở đời vị lai tiếp theo. Đó cũng là sự đền đáp các công ơn tứ trọng ân mà trên vai của người cầu đạo Bồ Đề chân chính còn phải làm. Kính thưa quý vị đồng tu, bài giảng kinh điển và thuyết pháp hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị đồng tu ở video bài giảng tiếp theo. Xin cảm ơn.